Cảm ơn và kính chào quý vị khán giả. Đến với bản tin quốc tế của báo Thanh Hóa, chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi và cập nhật nhất về các sự kiện quốc tế nổi bật. Bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, một trong những cuộc tranh luận tổng thống ấn tượng nhất lịch sử sẽ được khai màn trên đài CNN. Đây sẽ là trận so găng trực tiếp đầu tiên trên đường đua năm nay giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm của mình, ông Donald Trump người từng thất bại dưới tay ông vào 4 năm trước đó. Trong bối cảnh đó, căng thẳng đang gia tăng giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump tại các sự kiện tranh cử riêng lẻ. Tại sự kiện vận động tranh cử Turning Point USA ở Detroit hôm 17 tháng 6, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump nhấn mạnh rằng ông không gây ra bất kỳ cuộc xung đột mới nào trong nhiệm kỳ Tổng thống 2017-2021 đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hướng tới khôi phục hòa bình đặc biệt ở Ukraine, nếu ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông Trump cáo buộc sự yếu kém và thất bại của chính quyền Tổng thống Joe Biden đang khiến nước Mỹ rơi vào nguy hiểm nghiêm trọng và kéo chúng ta vào Thế chiến ba. Ông Trump nói rằng người kế nhiệm ông đã gây thiệt hại cho đất nước nhiều hơn 10 tổng thống yếu kém nhất trong lịch sử Mỹ cộng lại. Ông Trump nhấn mạnh, chúng ta có rất nhiều vấn đề ở đất nước này. Trên hết, chúng ta có thể rơi vào Thế chiến ba vì chúng ta có một nhà lãnh đạo yếu kém mà lẽ ra không bao giờ nên xuất hiện ở đó. Trước đó vào đầu tháng này, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News đề cập đến Tổng thống Joe Biden rằng bây giờ là thời điểm nguy hiểm nhất trong lịch sử đất nước chúng ta vì sức mạnh của vũ khí hạt nhân. Chúng ta có nguy cơ bước vào Thế chiến 3 vì lãnh đạo của chúng ta. Theo ông Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang dẫn đầu. Ông Trump chỉ trích người kế nhiệm và họ đang đối phó với một người không dẫn đầu của họ và thành thật mà nói ông ấy chưa bao giờ dẫn đầu hãy nhìn vào chính sách đối ngoại của ông ấy trong nhiều năm qua nó luôn sai lầm cựu tổng thống mỹ nói tôi không muốn thấy đất nước rơi vào chiến tranh hạt nhân ông trump cũng cho biết ông không đồng tình với ông biden ở quan điểm cho rằng biến đổi khí hậu có thể gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với mỹ ông trump nhấn mạnh sự nóng lên toàn cầu duy nhất quan trọng đối với tôi là sự nóng lên toàn cầu do hạt nhân vì đó là vấn đề thực sự lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR, ông Sergei Naryshkin cho biết, việc Ukraine từ chối chấp nhận đề xuất hòa bình mới nhất của Tổng thống Vladimir Putin sẽ dẫn đến việc Moscow đặt ra các điều kiện cứng rắn hơn trong tương lai. Ông Putin đã tuyên bố Moscow có thể ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán ngay khi Ukraine rút hết quân khỏi bốn vùng mới sáp nhập vào Nga hồi tháng 10 năm 2022, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Lãnh đạo Điện Kremlin cũng lưu ý, một nền hòa bình lâu dài có thể đạt được nếu Ukraine cam kết duy trì tình trạng trung lập và từ bỏ các yêu sách trước đây đối với cả năm vùng đã chọn sắp nhập vào Nga, bao gồm cả bán đảo Crimea. Ông Putin nói thêm, tất cả những điều khoản trên cùng với một số điều khoản khác cần được quốc tế công nhận. Tiếp sau đó là việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Tuy nhiên, cả Kiev và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, đều bác bỏ lời đề nghị trên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khăng khăng đòi Nga rút quân về khu vực biên giới với Ukraine năm 1991 như một điều kiện tiên quyết cho hòa đàm, đồng thời gọi đề xuất hòa bình của ông Putin là tối hậu thư. Giám đốc SVR Sergei Noriskin cho rằng Kiev tốt hơn nên chấp nhận đề xuất hiện giờ của ông Putin. Các điều khoản tiếp theo nhằm đạt lệnh ngừng bắn và ký kết một số loại thỏa thuận hòa bình sẽ khó khăn hơn đối với Ukraine. Bình luận về phản ứng của Tổng thống Putin trước việc Kiev từ chối chấp nhận lời đề nghị mới nhất từ Moscow. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, ông Putin coi đó là điều khá dễ đoán, nhưng lưu ý, ngay cả trong chính quyền Ukraine cũng có những người bắt đầu cân nhắc xem liệu có đáng để chờ đợi những điều kiện thậm chí còn tồi tệ hơn nữa hay không. Về phía mình, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho hay, Kiev gần như sẵn sàng thương lượng với Moscow, nhưng chỉ khi họ ở vị thế đàm phán mạnh nhất. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Ông Vasily Nebenzia nói rằng Ukraine nhiều lần cho thấy sự không đáng tin cậy trong các cuộc đàm phán hòa bình, bất chấp nhiều nỗ lực của Moscow nhằm giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao. Ông Nebenzia dẫn chứng rằng vào tháng 4 năm 2022, cả Nga và Ukraine đã ký tắt thỏa thuận ngừng bắn do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, nhưng Kiev sau đó đã từ bỏ thỏa thuận này. Ông nói, kết luận hợp lý duy nhất là chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không có khả năng đàm phán cũng theo nhà ngoại giao nga việc ông zelensky năm ngoái ký xác lệnh cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với giới lãnh đạo hiện tại của nga đã đặt câu hỏi về khả năng đạt được thỏa thuận thông qua đối thoại đồng thời nhấn mạnh sự mâu thuẫn trắng trợn như vậy là đặc điểm nổi bật trong toàn bộ chính sách đối ngoại của ukraine ukraine chưa bình luận về các phát ngôn từ phía nga Nghị viện Châu Âu khóa mới giai đoạn 2024-2029 vừa qua đã họp phiên toàn thể đầu tiên với chương trình nghị sự hàng đầu là bầu ra các lãnh đạo chủ chốt của khối 27 nước thành viên, trong đó có các chức danh chủ tịch Nghị viện Châu Âu, chủ tịch Hội đồng Châu Âu và chủ tịch Ủy ban Châu Âu. Các thành viên của Nghị viện Châu Âu khóa mới sẽ bầu chủ tịch Nghị viện Châu Âu nhiệm kỳ 2 năm rưỡi, tức một nửa nhiệm kỳ nghị viện và có thể được gia hạn. Cuộc bỏ phiếu diễn ra theo hình thức bỏ phiếu kín ứng cử viên nào giành được đa số phiếu bầu tuyệt đối sẽ trở thành chủ tịch nghị viện châu Âu khóa mới. Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số tuyệt đối sau 3 vòng bỏ phiếu, các nghị sĩ sẽ bước vào vòng bỏ phiếu thứ tư để lựa chọn giữa hai ứng cử viên dẫn đầu ở vòng thứ ba. Sau bỏ phiếu chức danh chủ tịch, nghị viện châu Âu sẽ bầu các phó chủ tịch, đồng thời quyết định số lượng đại biểu của mỗi ủy ban trực thuộc đối với chức danh chủ tịch ủy ban châu Âu, đề cử sẽ do các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu đưa ra và phải nhận được sự ủng hộ của đa số các thành viên nghị viện châu Âu. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán được dự báo sẽ không dễ dàng sau kết quả cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vừa qua với việc các đảng cực hữu giành các chiến thắng đáng kể tại các quốc gia có tầm ảnh hưởng, có vai trò lãnh đạo tại châu Âu. Dù trên bình diện toàn châu Âu, kết quả này sẽ không gây ra những tác động quá lớn, song được dự báo sẽ có tác động tái định hình chính sách của Liên minh châu Âu trong 5 năm tới, đặc biệt là chính sách nhập cư, an ninh và chuyển đổi xanh. Đáng chú ý tại Pháp, sự nổi lên mạnh mẽ của làn sóng cực hữu đã khiến tổng thống Emmanuel Macron phải tuyên bố giải tán Quốc hội, tổ chức bầu cử sớm ngay vào cuối tháng 6 này. Đây là một trong những quyết định được coi là rất mạo hiểm. Chuyên gia Fabian Zulec tại Trung tâm Chính sách Liên minh châu Âu nhận định những gì chúng ta thấy là một số yếu tố mang tính quốc gia đã ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử chẳng hạn như sự không hài lòng với các chính phủ các đảng cực đoan ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn nhưng cuối cùng tất cả những điều này cho thấy sự cần thiết các chính phủ phải đánh giá lại các chính sách của mình sau so một loạt cuộc khủng hoảng rõ ràng mọi người đang cảm thấy rằng thế giới nơi họ đang sống không còn thoải mái như trước nữa cũng trong ngày hôm qua một hội nghị thượng đỉnh không chính thức của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã diễn ra tại thủ đô Bruxelles, Bỉ để đánh giá kết quả cũng như tác động của cuộc bầu cử nghị viện châu Âu đối với các chính sách lớn của khối và thảo luận về các đề cử chức danh chủ chốt của Liên minh châu Âu. Trang tin Politico.eu dẫn một số nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán dường như đã ngã ngũ. Đường kim chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gần như chắc chắn sẽ tại vị thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa tương tự chính trị gia người manta, Roberta Metsola tiếp tục giữ chức chủ tịch Nghị viện châu Âu. Trong khi đó, cựu thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đang là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí chủ tịch Hội đồng châu Âu. Tuy nhiên, theo giới phân tích, với kết quả cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vừa qua, nên chính trị châu Âu vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 17 tháng 6 cáo buộc các lãnh đạo nhóm G7 đã vu khống và tấn công Bắc Kinh trong tuyên bố chung đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra ở Italia tuần trước. Người phát ngôn Lâm Kiếm nhấn mạnh, tuyên bố nhắc lại những lời nói xáo rỗng và không có cơ sở thực tế, pháp lý hay đạo đức, chỉ toàn sự ngạo mạn, định kiến và dối trá. Trong tuyên bố chung đưa ra vừa qua, nhóm G7 gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và Italia cáo buộc Trung Quốc đang hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Nga để giúp Moscow duy trì xung đột tại Ukraine. Các lãnh đạo của khối kêu gọi Bắc Kinh ngừng chuyển giao trang thiết bị và linh kiện lưỡng dụng cho Moscow, đề cập những sản phẩm có thể dùng cho cả mục đích quân sự và dân sự. Giới chức Mỹ từng cáo buộc Trung Quốc giúp Nga mở rộng hoạt động sản xuất quốc phòng thông qua xuất khẩu chất bán dẫn, nguyên liệu và công cụ máy móc, tạo điều kiện để Moscow tăng sản lượng xe tăng, thiết giáp, đạn dược. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc, khẳng định không cung cấp vũ khí cho Nga hay Ukraine cũng như luôn duy trì kiểm soát chặt chẽ với hoạt động xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng. Tuyên bố chung của G7 cũng đề cập vấn đề sản xuất công nghiệp dư thừa trong chính sách kinh tế của Trung Quốc, cam kết sẽ hành động chống lại các hành vi không đẹp nhằm tạo ra sân chơi công bằng và khắc phục các thiệt hại. Sản xuất dư thừa là tình trạng sản xuất nhiều hàng hóa hơn nhu cầu trên thị trường, thường làm gia tăng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, dẫn đến cuộc chiến về giá và giảm biên lợi nhuận. Liên minh châu Âu EU tổ chức tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 với tư cách đối tác thứ 8 không chính thức và một số nước cho rằng các khoản trợ cấp hào phóng của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng xanh, có nguy cơ khiến thị trường toàn cầu tràn ngập hàng hóa giá rẻ. Trong tuyên bố, người phát ngôn Lâm Kiếm nói rằng suy đoán của G7 về tình trạng sản xuất công nghiệp dư thừa là hoàn toàn đi chạy khỏi thực tế khách quan và quy luật kinh tế, tạo ra lý do cho hành vi bảo hộ thương mại và làm suy yếu nỗ lực chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và các bon thấp của thế giới, cũng như hợp tác chống biến đổi khí hậu. Ông nói, G7 không đại diện cho cộng đồng quốc tế và cáo buộc nhóm này là công cụ chính trị để bảo vệ quyền bá chủ của Mỹ và phương Tây. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO triển khai thêm vũ khí hạt nhân là một sự gia tăng căng thẳng. Phát ngôn của ông Dmitry Peskov được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết khối này đang đàm phán để triển khai thêm vũ khí hạt nhân, đưa chúng ra khỏi kho và đặt ở chế độ chờ trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga và Trung Quốc. Theo người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, phát biểu của ông Jens Stoltenberg dường như mâu thuẫn với thông cáo của Hội nghị Thượng đỉnh về Hòa bình Ukraine rằng bất kỳ mối đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân nào trong bối cảnh xung đột Ukraine đều không được chấp nhận. Nga cảnh báo Mỹ và các đồng minh châu Âu đang đẩy thế giới đến bờ vực đối đầu hạt nhân bằng cách cung cấp cho Ukraine số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Một trong số đó đang được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Về phía mình, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Viên, Áo, Mikhail Ulyanov cho biết, Nga nhận thấy mối lo ngại ngày càng tăng trên toàn thế giới về những báo cáo chỉ ra Mỹ đang thay đổi chiến lược hạt nhân. Theo ông Mikhail Ulyanov, Nga đã theo dõi chặt chẽ các báo cáo từ Washington báo hiệu về sự thay đổi tiềm tàng trong các tài liệu học thuyết của họ, Thứ trưởng ngoại giao Nga, Sergey Ryabkov trước đó cũng cho biết, Nga có thể sẽ có một vài thay đổi về học thuyết hạt nhân, nếu các hành động gia tăng căng thẳng của Mỹ và phương Tây thúc đẩy Moscow phải làm vậy. Ông Ryabkov thừa nhận tình hình quốc tế đang trở nên ngày càng phức tạp và những thay đổi trong lập trường hạt nhân của Nga không thể loại trừ. Những thách thức đang gia tăng do những hành động gia tăng căng thẳng và không thể chấp nhận được của Mỹ và các đồng minh của nước này trong NATO, rõ ràng đã đặt ra câu hỏi về việc liệu các tài liệu cơ bản về gian đe hạt nhân có cần thay đổi cho phù hợp với các nhu cầu hiện tại hay không. Những bình luận trên được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa nhắc lại lập trường của Moscow về vũ khí hạt nhân như một lựa chọn sau cùng. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, Nga chưa bao giờ là bên đầu tiên viện đến những tuyên bố đe dọa hạt nhân gây hấn. Học thuyết hạt nhân hiện nay của Nga cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ trong những trường hợp ngoại lệ và tình hình hiện tại không thực sự cần thiết, ông Putin giải thích nhà lãnh đạo Nga hy vọng chiến tranh hạt nhân toàn diện sẽ không nổ ra, đồng thời cho biết một cuộc xung đột như vậy có thể dẫn đến thương vong vô kể. Tổng thống Nga cũng cảnh báo các nước NATO ở châu Âu đang đưa ra ngày càng nhiều tuyên bố và hành động gây hấn, cho rằng họ sẽ là những quốc gia chịu tổn thất lớn nhất trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân trên toàn cầu, đồng thời nhận định Mỹ sẽ không thực sự hỗ trợ họ. Tờ Times of Israel dẫn thông tin từ báo đài tiếng Do Thái rằng Thủ tướng Israel Ông Benjamin Netanyahu thông báo với nội các an ninh rằng nội các chiến tranh đã chính thức giải tán. Hãng tin Reuters ngày 17 tháng 6 cũng dẫn lời một quan chức Israel xác nhận thông tin này. Nội các chiến tranh của Israel gồm 6 thành viên, được thành lập vào ngày 11 tháng 10 năm 2023 để quản lý các chiến dịch quân sự chống lực lượng vũ trang hồi giáo Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Liban. Khi không còn nội các chiến tranh, ông Netanyahu dự kiến sẽ tổ chức các cuộc tham vấn về cuộc xung đột ở Gaza với một nhóm nhỏ các bộ trưởng, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan và Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Ron Dermer, người từng ở trong nội các chiến tranh. Báo Haaretz của Israel viết rằng một số vấn đề đáng lẽ được nội các chiến tranh thảo luận trước đây thì sẽ được chuyển sang nội các an ninh để thảo luận, nhưng các quyết định nhạy cảm sẽ được giải quyết trong một diễn đàn tham vấn nhỏ hơn. Việc giải tán nội các chiến tranh là một động thái được giới quan sát cho rằng là điều không bất ngờ khi trước đó hôm 9 tháng 6, Bộ trưởng Benny Gantz thành viên của Đảng Liên minh Quốc gia, đã tuyên bố rút khỏi nhóm này do bất đồng với ông Netanyahu trong nhiều vấn đề trong cuộc xung đột ở Gaza. Ông Gantz, đối thủ chính trị chính của ông Netanyahu nhấn mạnh, ông rời khỏi nội các chiến tranh vì tình hình ở Israel và cơ quan ra quyết định đã thay đổi. Ông cáo buộc Thủ tướng Netanyahu đặt các toán tính chính trị cá nhân lên trên chiến lược thời hậu chiến của Israel tại giải Gaza, dẫn đến việc trì hoãn đưa ra các quyết định quan trọng. Quan chức này cũng kêu gọi người đứng đầu chính phủ Israel tổ chức bầu cử sớm trong những tháng tới. Cùng ngày, ông Gadi Eisenkot, thành viên đảng đoàn kết quốc gia của ông Gans và là quan sát viên trong nội các chiến tranh, cũng tuyên bố rút khỏi cơ quan này. Ông Eisenkot viết trong thư từ chức gửi Thủ tướng Netanyahu. Bất chấp nỗ lực của nhiều người, bao gồm các đồng nghiệp của tôi, nội các do ông đứng đầu đã không thể đưa ra những quyết định quan trọng trong thời gian dài. Vốn là điều cần thiết để hiện thực hóa các mục tiêu trong cuộc xung đột và cải thiện vị thế chiến lược của Israel. Ông Gantz tháng trước đã ra tối hậu thư yêu cầu ông Netanyahu phải vạch ra kế hoạch mới cho cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở giải Gaza trước ngày 8 tháng 6. Thủ tướng Netanyahu sau đó bác tối hậu thư của bộ trưởng Gantz, khẳng định điều này chỉ gây hại cho Israel. Dù vậy, ông Netanyahu đề nghị ông Gantz tiếp tục ở lại nội các chiến tranh, khẳng định bây giờ là lúc để đoàn kết chứ không phải chia rẽ.